Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối tại SNews. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Ngày hôm nay 16 tháng 9 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Mạng xã hội xôn xao trước thông tin Võ Lê Thành Vinh chỉ là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung lên tiếng về những điểm bất thường trong sao kê của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh. Á hậu Kim Duyên chính thức lên tiếng trước nghi vấn giả tốt nghiệp, bảng điểm nợ đến 43 tín chỉ và những tin tức nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Mới đây, mạng xã hội đã vô cùng bất ngờ khi mà xuất hiện thông tin một chiều cho rằng Võ Lê Thành Vinh chỉ là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, nhưng đa số đều cho rằng không nên tin vào những tin đồn khi mà chưa có bằng chứng hay là xác nhận cụ thể của những người trong cuộc. Hơn nữa, các tư liệu trước đây đều khẳng định Thành Vinh chính là con ruột của nam nghệ sĩ hài đình đám V-Beat. Giữa loạt ồn ào đang gieo tên mình, Võ Lê Thành Vinh đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, anh chỉ chia sẻ những hình ảnh để chuẩn bị cho ngày giỗ tổ sắp diễn ra và khoảnh khắc thả hồn giữa biển mà không đả động gì đến vấn đề con nuôi, con ruột. Netizen hiện tại vẫn đang mong anh sẽ sớm lên tiếng đính chính để tránh những thông tin trái chiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Trước đó, khi được hỏi về chuyện gia đình, nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ về việc có hai người con. Có nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa. Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh, đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi. Sau khi bị cư dân mạng liên tục réo tên về chuyện sao kê tiền từ thiện, vợ chồng cựu cầu thủ Công Vinh, Thủy Tiên đã phải lên tiếng, thông báo rõ ràng về việc sẽ livestream trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2021 trên fanpage Thủy Tiên. Bên cạnh dòng thông báo, nữ ca sĩ cũng đính kèm các link tổng hợp các khoản chi ra cho các tỉnh miền Trung có giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, cư dân mạng đã lập tức soi ra một số điểm bất thường trong các văn bản mà Thủy Tiên cung cấp. Cụ thể, trong văn bản của xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, số liệu thống kê có sự chênh lệch. Theo đó, Thủy Tiên đã trao 2.632 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng và tổng số tiền chi lại chỉ có 2 tỷ 616 triệu 500 ngàn đồng. Theo các con số thống kê trong văn bản, thì con số cuối cùng đúng ra phải là 2 tỷ 632 triệu đồng, chênh lệch lên đến 15,5 triệu. Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng An cho biết, có 16 hộ không đến được nên số tiền thực tế bị tụt lui 16 triệu. Chỉ có riêng 500.000 thì họ cho thêm một bà cụ vì thấy bà ấy neo quá, họ cho thêm. Ông Hải cũng giải thích, đây chỉ là văn bản xác nhận đoàn có đến hỗ trợ, do đó việc không có số hiệu trên đầu như các văn bản chính quy cũng là điều dễ hiểu. Sau thành công của dòng Redmi, vừa qua thì Xiaomi đã giới thiệu đến công chúng chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 10. Smartphone này sở hữu khá nhiều tính năng xịn sò trong phân khúc. Cụ thể, Xiaomi Redmi 10 có thiết kế trẻ trung, màn hình dot display tràn viền có kích thước 6.5 inch, tần số quét 90Hz mượt mà, bộ 4 camera thông minh với camera chính có độ phân giải lên đến 50 megapixel cho những bức ảnh có độ nét cao, camera trước có độ phân giải 8 megapixel và hỗ trợ làm đẹp da sau khi selfie. Bên cạnh đó, Redmi 10 còn sử dụng con chip Helio G88 vừa đủ cho những tác vụ hàng ngày và chơi một số tựa game phổ biến như là Liên Quân, PUBG Mobile. Ngoài ra thì chiếc điện thoại này còn có cảm biến vân tay ở cạnh máy và mở khóa khuôn mặt AI. Dung lượng pin cực lớn 5.000 mAh cùng với chế độ sạc nhanh 15W cho bạn thoải mái sử dụng mà không lo ngại về hết pin. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Sephonet Hot Sale mở bán chỉ còn từ 3,6 triệu tặng kèm SIM 4G Viettel D500 chọn gói 4GB một tháng với số lượng có hạn. Hãy nhấn vào đường link bên dưới để đặt hàng ngay tại Sephonet và Sephonet sẽ giao hàng nhanh chóng chỉ từ 1 đến 3 ngày. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021. Tuy nhiên, trước giờ G, các fan yêu thích sắc đẹp tỏ ra khá lo lắng bởi những gì mà Kim Duyên chuẩn bị trong suốt gần 2 năm nhiệm kỳ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Đặc biệt, mới đây còn xuất hiện thông tin cho rằng nàng hậu 5 năm học 4 trường nhưng chưa tốt nghiệp bất cứ trường nào, thậm chí còn bị lộ bảng điểm bết bát nợ đến 43 tín chỉ khiến netizen vô cùng thất vọng. Trước những ý kiến không hay về mình, mới đây thì Á hậu Kim Duyên cũng đã có những phản hồi chính thức. Nàng hậu cho biết những hình ảnh cô mặc đồ tốt nghiệp hoặc là cầm bằng tốt nghiệp là khi chụp ảnh quảng bá tuyển sinh cho trường đại học theo lời mời của trường, không phải ảnh tốt nghiệp của Kim Duyên.
Á Hoàn Vũ Việt Nam đã dừng việc học tại Việt Nam vào cuối năm học đầu tiên và quyết định đi du học tại Singapore để trau dồi thêm về ngoại ngữ và chứng chỉ quản trị kinh doanh. Kim Duyên đã hoàn thành và nhận chứng chỉ của hai khóa học này. Sau đó, Kim Duyên trở về nước thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 rồi giành ngôi vị Á hậu 1. Do còn đang trong nhiệm kỳ, còn khá nhiều công việc bận rộn, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch về việc học của Kim Duyên có đôi chút thay đổi. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!